Xin chào bạn quay trở lại với tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vào chữ Reco Remote của con máy Oppo A37 A7M nhé. Đây, có bản này của tiếng Việt đây, A7M. Để thì vào chữ Reco Remote thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng hai phím là giảm âm lượng này, volume down và đè phím nguồn để giảm lượng, sau đè phím nguồn này. Nên logo ta thả tay, đây nó record remote để ta có thể thả nút giảm lượng được. Đây, ở chế độ record remote thì nó mình sẽ chọn tiếng Anh cho dễ nhé. Nó rất là đơn giản. Cái này các bạn cài từ bộ nhớ, thẻ nhớ này. Cái này các bạn format này, data này, dashboard khởi động lại và off và ver. Các bạn này đã rốt nhé. Đây, báo đã rốt nhé. Bây giờ tôi sẽ report yes này. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách vào chữ Record Remote của con máy Oppo A37. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.